Hello, chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ ca thêm một bài giọng cổ nữa ha. Bài giọng cổ mang tựa đề là Nhớ Bạc Liêu của tác giả Trọng Quỳnh. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Thank you.
bạn đã lắng nghe Tám Hát. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.